gà hôm nay là 46 ngày. Đó thì nãy là đây anh quay đây. Đây là đứng đây là phân nửa chuồng gà đó. Thì từ đây về đó là về cái hướng khu xeo, đó là phân nửa. Rồi đây về đó là hướng quạt đó, thấy quạt đang chạy đó là về hướng quạt. Trong chuồng gà thì mình có 3 thùng đồ ăn cho 3 lai đồ ăn đây. Thì 3 thùng đồ ăn này á là nó lấy từ 2 thùng đồ ăn ở ngoài đưa vào. Mỗi cái thùng này nó có một cái nó kêu là control box trong đó. Thì khi mà cái độ lượng của cái thức ăn trong đó nó gục xuống dưới cái control box thì nó sẽ đá điện để mà nó kéo đồ ăn từ ngoài vô. Còn mỗi cái làn đồ ăn này á là khúc dưới nó cũng có cái motor và nó cũng có control box. Khi con gà nó ăn ở dưới mà nó hụt thì nó sẽ kéo. Thì khi nó kéo thì là nó đồ ăn ở đây nè nó kéo xuống và nó đi về dài dài từ đây xuống dưới đó cho nó có đầy đủ hết. Rồi khi ở đây nó hụt á thì nó kéo từ ngoài vô. Đó là đại khái cái hệ thống đồ ăn nó set up vậy. Còn đây là nước. Thì nước con gà nó uống thì nó lại nó thấy cái này nó mổ thì mình thấy là đó nước chảy đây đó. Cái nước, cái lai nước nó rất là quan trọng là tại vì mình cũng không muốn nó cao quá mà mình cũng không muốn nó thấp quá, nó phải vừa như nếu anh nếu mà mình gọi qua thấy đó, nó vừa đưa cái miệng nó lên là nó uống được là good, là nó uống được và nó không bị ướt chuồng quá nữa. Tại nó ướt chuồng quá thì không tốt cho mình là nó có nhiều cái ammonia hay là bacteria, cho nên mình muốn giữ chuồng cho nó khô và cái lai nước nó cũng quan trọng như lắm đó. Người ta nói cái này nhiều người nghĩ là nuôi chạy gà là phải đi cho nó ăn nữa. Thật sự là cái này bằng máy thôi, làm như tôi mới vừa nói hồi nãy là máy nó chạy thôi, mình chỉ đi mình coi. Ví dụ như lỡ mà cái line ở dưới nó bị kẹt hay là cái motor nó bị kẹt gì đó thì lúc đó mình mới vô mình sửa để cho nó chạy thôi, chứ còn ngoài ra mình không có đi mình đổ dài dài nhưng mà nhiều người nghĩ vậy đâu. Đó là bằng máy móc thôi đó, mình mới lên đèn nó thấy đó là nó nhào lại nó ăn gì thôi, rồi ăn nó uống nè đấy. Rồi một cái ở trong này nữa là đó, những cái nón này nè là những cái hít nón đó, với lại hít thùng đây là khi mà gà con á, gà nhỏ đó là những cái hít này phải cần có để mà cho nó giữ độ ấm trong này. Cái ngày đầu tiên mà mình đưa gà vô á là trong này phải là 90 độ, rồi từ đó nó xuống từ từ cho tới hôm nay ngày 46 ngày này, thì nó còn khoảng 60+ độ trong này thôi, là nó phải mát, gió phải nhiều như gì nè. Tại con gà nó sản xuất mồ hôi dữ lắm, cái hơi nóng dữ lắm, cho nên là quạt là phải gì để mình giữ cho nó sống, cho nó phải happy. Nó happy, nó ăn, nó uống thì mình có thịt thôi. Mấy cái phân gà này là mỗi đợt gà khi hết xong á là mình mướn người. Nó có máy móc vô, nó đại khái là nó sẽ trộn cái phân từ dưới lên, nó lật lên. Rồi cái nó đánh nhuyễn ra, rồi nó chờ cho 3 ngày. Cho giống như là nó kêu là phân nó giết đi những cái vi trùng. Rồi sau 3 ngày đó nó lật lên một lần nữa. Rồi nó để thêm 3 ngày nữa thì bắt đầu vô nó mới ban lại cho bằng phẳng này nọ. Đó là đây, gọi cái này thì ví dụ như mỗi 3-4 năm tùy theo hãng khi nó có thể là đổi ra cho mình là mình có thể bán hết liter. Thì chỉ còn cái đất ở trong này không á thì nó sẽ bỏ mặt cưa vô đây. Rồi mình bắt đầu tiếp. Thì 3-4 năm sau khi mà đủ đất với lại phân gà mà nó lên cao cao nữa mà hãng nó cho nữa thì mình bán hết liter thì hãng nó đem xuống mặt cưa nó đổ tiếp. Đó là vậy. Còn cái này đây là hồi này là gà lớn rồi, còn gà con á là loại mới giờ nó ra đó, là cái này đây mình bật xuống gì là gà con nó ăn vòng vòng trong này nè. Thì hồi xưa á, cái này nó có cái ống đi xuống rồi mình để cái mâm ở dưới thì cái đó nhiều quá tại vì á, là mình khi mình chuẩn bị chuồng phải bật ống xuống rồi bỏ mâm, rồi khoảng 10 ngày mình phải bật ống lên rồi lấy từng cái mâm ra, rồi mình chắc ở ngoài rồi mình ngâm xong phải rửa. Còn cái này á mình chỉ bật xuống gì thôi, rồi khi nào xong mình bật lên thôi, khỏe, không có rửa cái gì nữa hết, là nó đỡ cực lắm, mà nó rất là sạch sẽ, mà nó cũng tốt lắm, tại vì nó có chia sẵn là mấy gà con là nó ăn trong này hết nè. Cho nên là hồi xưa cái mâm nhiều khi cái ống mà nó bị trục chặt gì đồ ăn nó đổ tùm lum ở ngoài hết, còn cái này nó control hết, nó rất là gọn, bởi vì là không có thấy đồ ăn nó bị thất thoát ở chỗ đó. Đây hồi mới bỏ vô là ảnh có chút xíu thôi, bây giờ là hôm nay là ảnh 46 ngày nè. Cái tiêu chuẩn ở đây là mình phải nuôi là 6.75 pound trong 7 tuần. Nhưng mà thường thường mình á mà sao từ 7 pound trở lên đó. Anh này giờ cũng lớn rồi. À, thấy cái chân giò không? Rất là sạch sẽ. À, họ hãng nó muốn mình là cái chân giò gì nè, nó không bị dơ, bị cháy. Đó, sạch sẽ trắng bóc vậy nè. Đây. Đó. Nhiều khi đến đây mà gà lớn lớn cái này buổi sáng vô là có nhiều con nó gái nữa.
gà Mỹ gái nghe vui lắm. Từ hơn 20 năm qua, nghề nuôi gà công nghiệp gia công tại Mỹ đã không còn xa lạ với người Việt Nam. Nhiều người cho rằng làm nghề gì cũng có sự cạnh tranh. Chỉ duy nhất nghề nuôi gà gia công cho các hãng lớn của Mỹ là không phải cạnh tranh với ai. Bởi khi đã có được hợp đồng với hãng gà, thì cứ đến ngày hãng thả gà xuống, mình nuôi, đến khi họ bắt, mình lấy tiền, không sợ ế chợ hay giá lên, giá xuống. Nuôi gà không là một nghề cực như trồng rau, đánh cá, lại mang đến nguồn thu nhập cao và ổn định. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với những ai muốn đầu tư vào lĩnh vực này chính là phải biết lì, phải có ý chí và sự kiên nhẫn. Trong chương trình Việt Bao La hôm nay, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm trại nuôi gà công nghiệp của anh Minh Nguyễn ở Centerville thuộc Leon County, nơi cách Houston, Texas khoảng hơn 2 tiếng lái xe, để cùng lắng nghe những chia sẻ, những kinh nghiệm của một người từng giữ chức giám đốc nhân sự của một công ty với mức lương khoảng 90.000 cách đây hơn 10 năm, nhưng lại quyết định từ bỏ tất cả để dồn tâm sức vào việc nuôi gà công nghiệp ở một nơi hẻo lánh. Mình bắt đầu công việc nuôi gà này là từ lúc nào? Tụi em lên đây làm là lúc đó trại thì có rồi, mà lên đây khoảng hồi mùa hè 2010. Mùa hè 2010. Nhưng mà xuất phát từ cái chỗ nào mà bắt đầu vào cái công việc nuôi gà? Trước đó là Minh đã có làm cái công việc này chưa hay là như thế nào để bắt đầu công việc này? Thì cái đó thật sự này cũng ngẫu nhiên thôi, tại vì em thì giống như mình nói đi qua đây rồi từ nhỏ rồi đi học rồi lên đại học rồi ra đi xin việc làm, đó là con đường em đi vậy thôi. Còn làm chạy gà làm mẹ là theo lời anh Minh, mẹ anh sang Mỹ từ năm 1990. Sau 14 năm liên tục làm việc ở nhà hàng, một lần tình cờ theo người quen đến trại gà ở Atlanta chơi. Trở về, bà quyết định nghỉ việc, xin đến trại gà làm việc không công 2 đợt để học hỏi kinh nghiệm nuôi gà. Sau đó, với suy nghĩ, nghề này cực nhưng sống được, vì nếu mở ra buôn bán gì cũng có cạnh tranh, chỉ có riêng làm nghề này thì không. Vì hãng đã hợp đồng thì cứ đến ngày họ đến bỏ gà, mình chỉ có chăm sóc. Mẹ anh cùng hai người con trai quyết định đầu tư mua đất lập chuồng trại ở Centerville. Thoạt đầu, anh Minh chỉ nghĩ rằng mẹ anh là người trông coi chính và mướn thêm người phụ, trong khi anh em anh chỉ là người thỉnh thoảng phụ giúp. Nhưng sau một thời gian, thấy việc mướn người quá khó khăn, thấy mẹ mình quá cực, anh Minh bàn với vợ quyết định nghỉ việc văn phòng, bỏ phố về quê phụ mẹ nuôi gà. Em có nói chuyện với mẹ mà giờ em cho tụi em 2 năm. Thì nếu mà 2 năm đó làm được thì mình ở lại mình tiến tới luôn. Còn nếu dù không được thì mình vẫn còn trẻ và có học vấn và có kinh nghiệm thì mình về mình làm hãng thôi. Nhưng mà sau 2 năm học hỏi này nọ, các em cảm thấy cũng thích về nhiều chuyện lắm. Cái thứ nhất là bắt đầu sau 1 năm thì tụi em có đứa con trai đầu tiên. Cái mình cảm thấy là cái business này là nó cho em được cái quyền tự do hơn. Mình mặc dù nó có giờ giấc đàng hoàng nhưng mà mình cũng có tự do hơn, mình muốn xuống chạy gà thì nào mình xuống, ví dụ vậy. Rồi mình ở vòng vòng với gia đình này nọ thì rồi bắt đầu làm 2 năm, rồi bắt đầu 3 năm thì bắt đầu khi nợ nần mình trả từ từ rồi đó. Tại vì lúc đó vô đây là mẹ con anh em gì có nhiêu là bỏ vô hết rồi, nhà cửa có nhiêu cầm hết, nó thật sự là kể như là vô là không còn gì hết á, nợ không á. Nhưng mà sau khi mình trả nợ từ từ, mình thấy cuộc sống nó ổn định thì em cảm thấy ok. Rồi cái nghề này em cảm thấy là giống như mình bỏ vô nhiều mình sẽ lấy lại nhiều là của mình hết vậy đó. Rồi ví dụ như mình tiện tặng thì nó sẽ cho mình cái cơ hội lẹ hơn là đi làm hãng. Rồi cứ mình biết là đi làm hãng là mỗi 2 tuần lãnh cái check như vậy thôi. Còn cái này thì nếu mà nói về tài chính thì mình hy vọng là mình con đường mình làm không cần phải làm 30-40 năm mà maybe 10-20 năm thôi mình có thể nghỉ ngơi được. Cái này nó cực thiệt nhưng mà nó ok lắm, nó ok. Thì đó, tụi em làm đây là bây giờ là được, nếu mà tính từ ngày mua trại là 2009 tới giờ đó là 12 năm rồi. Như vậy á, thì trong 12 năm làm trại gà như vậy đó, theo Minh, cái
cái điều gì có thể giữ người ta tiếp tục ở lại làm, ngoài cái chuyện là cái thu nhập đem về là nó được, thì nó phải nó cần có cái gì nữa. Ví dụ như nhiều người cũng bắt tay vào cái công việc này mà làm rồi họ sẽ bỏ, thì cái gì có thể mới có giữ người ta ở lại được? Em nói với chị là theo em thấy đó là làm bất cứ cái việc gì mình phải có cái passion, mình có sự đam mê thì mình mới làm lâu dài được. Chứ hồi lúc ví dụ như trước khi em bước quyết định lên đây làm á, ví dụ em lúc đó là em còn ba mấy tuổi, làm 90.000 năm, làm ở văn phòng, có văn phòng riêng, có thư ký riêng, ai mà không thích, đúng không? Nhưng mà thì cũng cho nên là khi mà em quyết định xuống đây, có nhiều người bạn đồng nghiệp đó, mày đi làm chạy gà hả? Là cái gì họ cũng không có hiểu đó là gì. Em thì chắc có lẽ là cũng cái bản chất của mình là từ nhỏ cũng như là cũng bôn ba ngoài đời nhiều rồi, cho nên em cũng có sợ là bắt đầu lại từ đầu. Em hay dùng cái chữ là lì. Lì đây có không phải là cái kiểu như là lì lợm, mà lì là giống như là mình phải có một cái sự chịu đựng được, phải chịu đựng được, chịu đựng được và thấy được cái means to an end là cái tương lai tới đó. Mình làm cực quá trong 2 tháng mà mình cái đầu tiên là mình lãnh tiền, thì mình thấy cái đồng tiền này nó đáng với cái sức lao động của mình. Nó đáng để mình cố gắng thêm đợt nữa rồi ngồi đây 12 năm. Đây thì không? Rồi ngoài cái đó ra thì cái tự do của trong cái nghề này, nhất là hiện bây giờ em cảm thấy đôi khi em có thời gian hơn chút xíu để mà gần gũi gia đình hơn, gần gũi con cái này nọ, rồi mình muốn đi đâu có chuyện mình không cần phải xin phép trước, mình sắp xếp trong gia đình được, sắp xếp trong việc làm được là mình cứ thoải mái mình đi. Ví dụ như em thì hồi xưa giờ cầm viết thôi, cho nên lúc đầu mà mới xuống mình không có biết cái gì về chạy gà hết. Và mặc dầu trong những trước khi em xuống đây mà là xuống luôn để làm á, thì em cũng có lên xuống, nhưng mà chỉ có kiểu mà anh hai hả, mẹ kêu làm gì thì làm đó thôi, nhưng mà không có để tâm tới, tại vì mình biết là mình sẽ không có làm. Nhưng mà sau khi mình bây giờ là mình cái người là cột rồi, chủ cột ở đây rồi, thì em phải tìm hiểu ra. Thật sự hồi xưa có nhiều cái mặc dầu tiếng Anh mình biết rất là giỏi, nhưng mà những cái đồ dụng cụ vật liệu đây mình không có biết, thì nhiều khi mình gọi điện thoại lên á, họ cũng không hiểu là em muốn cần mua cái gì. Đôi khi em phải cầm những cái gì nó hư á, chạy ra tới chỗ tiệm luôn là tao muốn sửa cái này nè. Hồi xưa mới làm đây là em có cuốn sách, đây là những cái mình học từ ở mấy hãng lớn á. Em nghe nói mấy ông chủ hồi xưa, hay sếp hồi xưa hay nói là mỗi khi mày có cái sáng kiến hay có cái gì mới á, mày học gì mới á, mày viết xuống thì mày mới nhớ những cái chuyện đó khi xảy ra, sửa lặt vặt như vậy đó. Em viết xuống để khi sau nó xảy ra nữa em biết phải sửa. Chứ đôi khi mình gọi mà lúc đó cũng em không có biết ai hết á, đâu có ai trả lời được. Rồi sau khi mình làm năm này qua tháng nọ, nó thành như cái thói quen luôn đó. Đôi khi bây giờ dù khi em làm trong chuồng, em bước vô chạy một vòng, em dòm cái là em biết có một cái miếng gì nó rớt, hay là chạy mà cái độ mà nó khác nhau giữa hai chuồng là biết là có cái chuyện gì rồi. Như bây giờ một người, người ta muốn bước vào cái chuyện mà nuôi gà, thì cái cách thức của họ, các cái bước họ phải đi qua là như thế nào? Thì theo em thấy, ví dụ như mình nói về vấn đề mà làm theo cái guideline đó, thì cái đầu tiên mình phải nộp đơn để tên lên cái hãng. Mình hãng nó có cái website, mình lên đó mình nói tôi muốn làm việc chung với hãng Sanderson là em làm. Theo lời anh Minh, muốn đầu tư vào một trang trại nuôi gà, việc đầu tiên phải liên lạc để có được hợp đồng với hãng gà. Khi hãng gà chấp thuận, họ khoanh vùng những nơi mình có thể mua đất, cũng như đưa cho danh sách những công ty xây cất chuồng trại theo tiêu chuẩn của họ để chọn. Sau khi chọn được đất rồi, người đầu tư liên lạc với ngân hàng để xem có được đồng ý cho vay tiền mua đất chỗ đó và vay được bao nhiêu. Thông thường thì phải trả trước 20%. Khi công ty xây chuồng xong, hãng gà đến xem, chấp thuận thì họ sẽ định ngày thả gà. Ngoài ra, người đầu tư còn có thể tìm mua lại những trại gà cũ đã có sẵn hợp đồng, thì mọi chuyện sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của mình, anh Minh cho rằng điều quan trọng đầu tiên đối với tất cả những ai muốn bắt tay vào công việc này là hãy xin vào học nghề từ những trại nuôi gà có sẵn trước khi tự mình làm chủ một trại gà. Là em có nói như vậy tại mình trải qua rồi, thì là cái đầu tiên hết là phải đi, nếu mà quen biết thì càng tốt, còn không là phải đi. Bây giờ nếu mà em á,
thì em sẽ xin lên cho tôi làm cái trại gà của anh được không, làm free luôn cũng được nữa. Tại vì mình phải học nghề, mình phải thứ nhất là học nghề, mà thứ hai mà em cũng thấy rất là quan trọng mà em cứ nói hoài đó là phải lên đây coi cái môi trường sống và môi trường làm việc có được hay không. Nói như hôm nay chị đến đây trời buồn như vậy nè, hay là hồi đợt rồi á là em bị hai cái winter storm, là cứ là nó lạnh lẽo, nó tùm lum hết. Cho nên nó, bởi vì em nói hồi nãy là chữ lì đó, nhiều khi mình ra mình nói trời ơi giờ này nằm trong giường chứ hơi đông mà đi xuống dưới rồi chui vô chuồng gà đó, chị hiểu không? Cho nên nhiều người em nghĩ là họ vào cái business này mà họ không có nghĩ through. Họ cứ nghĩ là ồ nghe nói chạy gà làm năm được 100-200 ngàn, nhưng mà cái người họ nói cái đó họ không có nói cái làm sao mà được 100-200 ngàn. Ví dụ sắp một chút xíu nữa em xuống dưới em đi một vòng xong em phải tới cái lò thiêu, giờ gà lớn rồi sáng bỏ vô thiêu, chiều phải xới một lần nữa rồi thiêu nữa mới nó mới gà hết chết đó. Gà chết đó thì chỉ biết gỡ lên, nó lò thiêu mà nó hôi nó tanh nó dơ, đó là những cái họ đâu có nói. Nhưng mà em muốn cái người họ lên đây, tại vì em nghĩ cũng giống như em, như gia đình em hồi xưa là như em nói chị hồi nãy là bước vào rồi không còn gì hết, như là mình làm bao nhiêu năm trời là mình bỏ tiền mình dành dụm vô để mình làm, mà mình không có nghĩ là những cái chuyện đó mà làm không được thì làm sao làm chuồng gà, hay là đi vô chuồng gà thấy dơ thấy hôi quá thì làm sao làm, hay là ở chuồng gà mà buồn quá làm sao làm, hay là ví dụ như hai vợ chồng em mà em đi lên đây vợ nói anh đi đi tôi không đi làm sao em đi đó. Thì cho nên thật sự em nói cái này mà ai muốn làm chạy gà, mình có tiền mình mua ai không muốn bán, bỏ lên chữ ký rồi là ok thôi, ai cũng nói ồ làm này dễ lắm, ngồi ăn nhậu chơi không đâu có gì, làm ngày mấy tiếng hồn không mướn vàng mễ nó làm hết à. No. Xuống đây ở để coi cái môi trường sống, rồi xuống dưới ví dụ gà thì có đầu đợt là setup chuồng, thấy không, chuẩn bị chuồng như thế nào, rồi cái cực nhất là giống như mình nuôi em bé vậy đó, 2 tuần đầu là gà con mà nó cắt rất là nhiều cái lặt vặt công việc, rồi là khúc chính giữa là khúc cũng nhẹ nhàng thôi, rồi khúc cuối như bây giờ nè, gà của em hôm nay 4-6 ngày, thứ hai tới này em bán gà nè, thì gà nó lớn hơn, sách con là 6-7 pound rồi, chị thấy không, một chuồng mà 10 mấy con chết là chị thấy sách cũng nặng nhọc lắm, rồi vô trong đó một dày hết chân là chị, rồi nó có nhiều cái lắm, rồi sửa sang đó, nhiều khi mình đang đi chuồng gà cái chuồng kia nó hư thì phải bỏ đó đi sửa, nó có nhiều cái rối lắm, mình chưa nói tới nhiều khi mình làm không gì đúng quy định chút xíu hãng vô nó dằn vặt mình nữa, là làm cái này phải bỏ công ra nữa, phải chăm sóc từng ngày từng giờ. Của em nói thiệt chị, em làm 12 năm rồi, nhưng mà mỗi lần mà vô gà đó, ngày 1 tới ngày 49 hay là tới khúc nào em bán đó, sáng là em đi xuống em đi thăm chuồng xong check up, nhưng bây giờ có người làm nó rất là ổn định thì em cho nó đi chuồng gà, nó lụm gà nó làm gì đó trước, em đi em check chuồng này nọ coi có cái gì mình sửa này nọ, cái đi phụ với nó một chút. Khi nào xong buổi sáng nó về em lên đây cơm nước, trước khi em nghỉ trưa em chạy vòng ở dưới, không có gì em vô control room em coi độ nó phải đúng như cái gì hay không. Ví dụ em đi quạt này nọ, ở đây thì quạt thôi, em đi quạt giống hết 8 chuồng. Ví dụ hiện giờ là 80 độ, em vô chuồng số 1, đầu tiên 80 độ, nhưng mà em qua chuồng số 2 em thấy 92 độ. Là em biết có gì something wrong, có thể là một cái quạt nó không chạy, hay là cái sensor nó hư, hay là cái gì đó. Vậy thấy không, nếu mà em ngồi trên này em đâu có biết được. Em đi đó, xong em lên em nghỉ trưa, chiều em xuống em đảo một vòng, em thăm chuồng, rồi em làm đặt giặt thêm cái gì đó. Xong em lên em ăn tối, chơi với con cháu gia đình xong, trước khi đi ngủ 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ, đó, không cần biết, em đảo xuống vòng nữa, xách xe đảo một vòng nữa, vô coi. Nhưng mà nhiều khi em coi vậy là sao, em bước vô em thấy chuồng nó bị kẹt đồ ăn. Cái mình nghe máy nó đánh rầm 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 đó là biết là bị kẹt đồ ăn, nó không có xuống mấy cái line. Thì mình đi vô mình làm để cho có, nếu mình không làm gì, chị hỏi nếu mà không làm gì thì sao em? Nếu mình không làm gì thì trong qua đêm đó con gà đâu có ăn đồ ăn đó. Mà đêm này, ngày này qua tháng nọ trong vòng 49 ngày đó thì chị bị mình bị thất thoát. Con gà giống như nó ăn, cái giờ giấc nó quen lắm, nó không ăn, nó không uống, mà nó không uống nước thì nó không có lớn được nhiều, tại vì nó phải process cái food của nó thì nó mới lớn, ví dụ vậy. Đó là em nói vậy thôi, nó có nhiều cái chi tiết trong đó lắm chứ không phải là ít ít đâu. Cái công việc này đó thì cái đời sống gia đình sao, rồi thường á những cái trại gà thì nó ở nơi cách xa phố thị, yeah. Thì những đứa nhỏ nó sẽ được học hành hay đó, nó được chăm sóc, được phát triển như thế nào? Thì tụi em cũng hên là cái chỗ phố này á, là từ đây cách phố là có 7 cây số thôi, 10-15 phút chạy xe à.
mà cái phố này ở đây 12 năm tụi em thấy rất là yên tĩnh, mà với lại những người dân vòng vòng đây họ cũng giống như họ cũng dễ chịu lắm, chứ không phải kiểu mà họ kỳ thị hay là họ cái gì hết. Hai đứa con của em thì đi cái trường mẫu giáo ở đây là cô giáo thầy giáo đều thích hết, mà tụi em thấy cô giáo thầy giáo ở đây họ cũng chăm sóc dữ lắm, họ cũng quan tâm tới con mình dữ lắm đó, cho nên em cảm thấy là cuộc sống ở đâu mình cũng sống mà. Thì ở đây là, để em nói thêm nữa là làm cái này thì mình cũng phải có một cái thời gian cho mình. Lúc đầu thì 2-3 năm đầu nó thì kỳ, tụi em cứ cúi đầu cắm đầu xuống làm ở trong trường gà không à. Rồi nhiều khi nghỉ rồi mà cũng không được về nhà liền, tại vì có công việc nhiều quá. Nhưng mà sau mấy năm gần đây thì em có một cái sự sắp xếp là mỗi 2 tuần thì có mấy cái weekend thì tụi em sẽ đi về phố hay là đi đâu đó chơi. Em Mỹ nói một câu là work life balance đó, cái sự cân bằng giữa hai giữa cuộc sống và việc làm á, em rất tin tưởng vào cái đó. Và cái đó là cái mà để cho tụi em làm đây được lâu dài đó. Giống như là mình làm cái weekend mình đi về, nhưng mình đi, người ta nói là mình walk away ngày 2 ngày, em không muốn nghe tiếng gà, không muốn nghe tiếng bị alarm kêu là hết đồ ăn, hết kẹt đồ ăn gì hết trong 2 ngày đó. Ông anh ông lo đi, mình cứ đi. Rồi chiều chủ nhật lên là bắt đầu bỏ đầu óc lại, là bắt đầu về làm vấn đề, làm tiếp. Nhưng mà cũng vì vậy có cái nghỉ ngơi, cho nên nó không có, mình không có cảm thấy là cái cuộc sống của mình chỉ có gì thôi. Dĩ nhiên là mình lo cho cái cuộc sống rồi, nhưng mà em nghĩ ông trời ông Phật không có để cho mình sống trên đời này chỉ có suốt ngày ở trong chuồng gà vậy. Phải có một cái life nữa. Đó, thì mình có được hai cái balance đó thì mình mới tiến tới được. Chứ còn không làm kêu mà burn out quá chị. Làm gì cái ai cũng nói ô cái này dễ lắm, làm dữ. Người ta nói là cái gì? Cái này là marathon, cái này là chạy đường dài giống như đường ngắn. À, cho nên cứ từ từ. Là cứ nghĩ mà cứ mình tiến tới. Ok, như vậy thì tóm lại là nhìn lại cái quyết định mà Minh bỏ cái công việc đang làm ở văn phòng với mức lương khá là cao ở thời điểm đó, cho đến bây giờ vẫn thấy là cái quyết định của mình là sáng suốt. Đúng. Lúc đó thì thật sự là em nghĩ, em không có nghĩ về tiền bạc gì hết, mà em nghĩ lúc đó là thấy hoàn cảnh gia đình, thấy mình người làm thì không có, rồi mẹ thì ở đây mình. Rồi em có nói với bà xã lúc đó, nếu mà anh có làm nửa triệu một năm ở Houston em cũng không vui nữa. Thật sự cái đó là cái thúc đẩy đầu tiên của em á. Và khi mà cưới vợ mà bà xã cũng đồng ý và cổ vũ em và nói ok em sẽ đi với anh lên làm ăn thử đó. Nhưng mình có được cái người đỡ lưng rồi thì em lên đây em làm. Chứ em nói là cái đó là cái đầu tiên, chứ em không có nghĩ là, em nói thiệt em không có nghĩ là tại vì nghe người ta nói làm chạy gà có tiền rồi em lên em làm đâu. Em nói thiệt chị, và em nói, em cũng nói thẳng đây bản thân em, nếu mà em hồi xưa có nhiều người đến đây cũng kiểu mà học hỏi rồi muốn học hỏi đó, nhưng mà họ chỉ hỏi về tiền làm năm nhiêu sao nào, là em nói thiệt cái chị là wrong, là em biết là người này sẽ không có được. Tại vì nếu mình làm đi để mà nói về tiền á, đợt gà nó có đợt này đợt khác, và trong đó máy móc mình đâu có biết được. Như tụi em bây giờ tự nhiên nó muốn kêu mình thay hết là rồi mình phải bỏ tiền cho mình thay thôi, tại vì mình đâu có, mình có contract với họ mà. Thật sự như người ta nói, cái mảnh đất này mày không có contract nuôi gà thì nó thật sự mảnh đất thôi, nó đâu có gì đâu, nó có giá trị gì nữa đâu chị, đúng không? Cho nên em thấy là làm phải có sự đam mê trước đi, rồi trong đó từ từ nó sẽ, tiền nó sẽ tới. Dạ, ok, thì hồi nãy mình xuống là cái đồ ăn nó hết ở ngoài, cho nên là cái máy ở trong mà nó chạy quá 10 phút á thì nó sẽ ngừng, rồi nó báo cho mình biết. Khi báo là sao, cái alarm nó kêu, trong máy nó sẽ kêu, thì nó hook up với cái phone, cái điện thoại của mình thì nó gọi em trên nhà đó. Nhưng mà tại hồi nãy mình đang phỏng vấn cho nên em không có nghe, nhưng mà khi xuống đây đó thì bây giờ mình phải reset cái alarm lại để cho máy bắt đầu nó chạy, thì giờ mình ok thôi. Rồi để em ở đây, đây là, đó là những cái cái này là số gà chết như thế nào, mỗi ngày mình đi bao nhiêu con gà chết mình phải ghi đây, rồi cuối đợt họ sẽ lấy cái này về họ coi. Ở đây thì như nó có nói nè, ngày nào mà hơn 35 con chết á
là mình phải báo cho cái người mà nó quản lý trong cái khu vực này để là nó coi là gà có thể bị bệnh hay là bị cái gì hay không, để mà nếu mà bệnh hay gì thì nó có thuốc gì đó thì nó ấy cho nó lẹ hơn. Ở đây là cái giấy này là nước uống, thì cái này nó cũng thường thường mình muốn coi em giữ lại là nhiều đợt lắm, thì mình so sánh ví dụ cái ngày hôm nay là ngày 46 thì mình coi cái đợt ngày 46 của đợt trước là nó uống bao nhiêu để mình biết được là con gà của mình trong đó nó có ăn nhiều hay không. Cái số lượng nước mà nó uống á, nó cũng cho mình biết được theo cái kinh nghiệm của mình là hôm nay gà nó ăn nhiều ăn ít nữa. Tại con gà nó ăn mấy cái này là cám mà, thì nó ăn nó phải ngước cổ thì nó uống nước. Ví dụ vậy thì nó ăn nhiều thì nó mới uống nhiều. Thì cái lượng nước này cũng quan trọng lắm. Ví dụ như hôm nay nó uống 2.001 mà ngày mai mình cũng 8 giờ sáng nào mình cũng kiểm tra nước, và 8 giờ sáng ngày mai mình thấy còn 1.006, 1.007 là mình phải coi nó bị cái gì, hay là có thể đường nước, có một đường nước bị nghẹt. Đó là những cái indication để cho mình quản lý cho cái flock nó tốt á, là những cái tỉ mỉ chút gì nè. Đây nha. Hôm nay là gà 46 ngày thì thứ hai này bắt, thì trước bây giờ sau này là trước 72 tiếng trước khi gà bắt á, thì họ có đem một cái loại thuốc nó kêu là Proxy Clean, đem vô cái mình pha với nước, thì chiều tối nay là mình sẽ bắt đầu á, là nó sẽ pha vô cái nước cho gà uống á. Thì cái này thật sự nó làm cho cái bộ phận tiêu hóa của con gà nó sạch sẽ, để khi nó bắt gà về nó làm thì nó được sạch sẽ thôi. Dù đã được mô tả công việc làm hàng ngày ở trại gà, nhưng quả thực có trải qua một ngày sống ở trại gà, theo chân người đang làm công việc babysit cho gà, đi vào tận chuồng xem cách họ làm việc, hay chứng kiến cảnh xe đến bắt gà diễn ra làm sao, mới có thể hiểu và cảm nhận được phần nào công việc nuôi gà gia công mà nhiều người Việt đang chọn để mưu sinh và làm giàu tại Mỹ.